Chào các bạn thân mến, mình là cô Đỗ. Bây giờ là 2 giờ 28 phút chiều ngày 26 tháng 3 năm 2021. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, đó là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thì là ngày tháng 3 cũng là tháng thanh niên. Và đối với bản thân Khâu Khẩu thì ngày nào cũng là ngày thanh niên, có nghĩa là ngày nào cũng phải tràn đầy sức trẻ. Bất kể là mình 4 tuổi, 5 tuổi hay là 14 tuổi hay 24 tuổi, cho đến bây giờ mình sắp 44 tuổi, 50 tuổi, mình vẫn sống như những thanh niên tràn đầy sức lực. Thế và đó là quan niệm sống của mình. Và mình cũng rất là vui bởi vì là trong suốt thời gian vừa qua đã cái lượng người theo dõi kênh Coco Đỗ tăng lên Coco Tu, Coco Đỗ tăng lên rất nhiều, và các bạn thường là gửi đến Khâu Khẩu những cái lời chia sẻ, những cái lời cảm ơn hoặc là những cái chia sẻ rất là tích cực, chân thành. Và các bạn gặp rất nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống. Khi mà gặp những cái vấn đề trong cuộc sống thì các bạn rất tế nhị, các bạn nhắn tin riêng cho Khâu Khẩu ở Facebook, đó là không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của các bạn, bởi vì là nhắn tin ở YouTube thì những người khác sẽ nhìn được. Vì thế cho nên là các bạn tìm được Facebook của Khâu Khẩu và các bạn nhắn tin riêng. Tất nhiên Khâu Khẩu đã nói rồi, một ngày có rất là nhiều người nhắn tin làm quen với Khâu Khẩu, và Khâu Khẩu không đồng ý nếu như không biết bạn là ai. Vì thế cho nên nếu bạn là những người xem, những khán giả xem YouTube của Khâu Khẩu và các bạn muốn làm quen với Khâu Khẩu qua Facebook hoặc là tiện để chia sẻ hay là để hỏi, để trao đổi vấn đề, thì các bạn nên nhắn tin cho Khâu Khẩu trước khi các bạn muốn làm bạn với Khâu Khẩu, bởi vì Khâu Khẩu sẽ không đồng ý làm bạn khi không biết bạn là ai. Bởi vì hàng ngày có rất là nhiều người lạ nhắn tin các bạn, người lạ ép Facebook các bạn ạ. Vì thế cho nên là nếu như mà bạn thực sự muốn trao đổi thì bạn nên nhắn tin, và Khâu Khẩu đọc cái phần tin nhắn đang chờ, Khâu Khẩu sẽ trả lời bạn. Thế vào thời gian này thì Khâu Khẩu nhận thấy có một điều rất là rõ rệt, đó là lượng người Việt Nam quan tâm đến những video dạy tiếng Việt của Khâu Khẩu tăng lên rất nhiều. Điều đó chứng tỏ rằng cái nhu cầu dạy và học tiếng Việt cho người nước ngoài đang tăng lên. Mà các bạn có thể là, hoặc chính các bạn, bản thân các bạn khi mà các bạn đi học thì các bạn lại không hiểu gì về ngôn ngữ mẹ đẻ, thế và không hiểu gì về tiếng mẹ đẻ, và sau đó khi mà các bạn đi làm hoặc các bạn vớ được một cái job nào đó là dạy, gọi là gì nhỉ, dạy tiếng Việt cho một người nước ngoài nào đó, thì các bạn loay hoay và các bạn không biết dạy như thế nào. Thì các bạn có thể tham khảo các video của Khâu Khẩu. Khâu Khẩu dạy cho người nước ngoài không hề theo cái form khô cứng, cứng nhắc, đó là phải dạy theo cái kiến thức ngôn ngữ học. Thế thì ngày hôm qua, tối ngày hôm qua Khâu Khẩu mới đặt mấy cái cuốn giáo trình này, giáo trình ngôn ngữ học và dẫn luận ngôn ngữ học. Tất nhiên là những cái cuốn này thì Khâu Khẩu học từ hồi mình học đại học sư phạm thì mình đã phải học những cuốn này rồi. Thế và những cái cuốn này thì khi mà Khâu Khẩu dạy tiếng Việt ở nước ngoài ấy, thì Khâu Khẩu có mua và mang theo. Thì trong cái cuốn này Khâu Khẩu tham khảo được một số, ví dụ như là các cụ ấy nói về những cái, tức là lý thuyết để mà học về ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì có hai dạng, đó là ngôn ngữ, tức là lời nói, và phi ngôn ngữ trong giao tiếp. Giao tiếp ấy, thì không nhất thiết cứ phải nói ra mới giao tiếp các bạn. Ví dụ như có những người rất là tinh tế, đó là họ dùng mắt để giao tiếp. Ví dụ mình đã từng đón một đoàn, khi mình làm quản lý ở công ty GS Việt Nam thì bên mình đón rất là nhiều đoàn sinh viên ngắn hạn sang quốc tế, sang du học ngắn hạn tại Việt Nam. Thế thì có một giáo viên mình ấn tượng sâu sắc nhất, đó là cô ấy cũng chính là trưởng của cái đoàn đầu tiên mình đón sang Hà Nội, là trưởng đoàn của Đại học Nhân dân. Tất cả các 20 thành viên trong đoàn của Đại học Nhân dân đều từ Mỹ và các nước phát triển về, tiếng Anh cực kỳ là chuẩn. Mình có thể nói rằng là đó là những, gọi là gì nhỉ, những điệp viên cao cấp trong tương lai, bởi vì họ quá đẹp và quá giỏi. Thế và sau đó thì các bạn ấy, khi mà các bạn ấy tham gia vào cái đoàn như thế thì cô ấy rất kiệm lời, cái cô trưởng đoàn cô rất kiệm lời, hầu như cô ấy không nói, nhưng ánh mắt của cô ấy có giá trị gấp nghìn lần những lời nói. Cô chỉ cần dùng ánh mắt để điều khiển học trò, và học trò nghe răm rắp các bạn ạ. Đấy là một điều mình rất phục và nể cô ấy, rất rất sợ nữa.
vì vì không biết là người ta đang nghĩ gì trong đầu. Vì thế cho nên là trong ngôn ngữ trong giao tiếp có hai loại, đó là ngôn ngữ bằng lời nói và phi ngôn ngữ giao tiếp. Thì phi ngôn ngữ giao tiếp Coco cũng thường xuyên chia sẻ với các bạn rồi, đấy là cái gọi là body language, thì các bạn phải học rất là nhiều. Ngoài ra thì còn có những tín hiệu trên cỡ quần áo rồi đầu tóc rồi tất cả mọi thứ nó đều có ý nghĩa hết à. Thế và hoàn cảnh rồi tiếng ồn rồi đủ mọi thứ, nói chung là đều ảnh hưởng đến kết quả của quá trình giao tiếp. Thế và ngày hôm nay thì Coco lại tiếp tục chia sẻ với các bạn về tiếng Việt. Lần trước mình đã nói với các bạn rồi, đó là mình đã từng quay video chia sẻ với các bạn về tổng thể về tiếng Việt, về các phụ âm trong tiếng Việt và những cái lỗi khi mà chúng ta đi học ngôn ngữ thứ hai mà chúng ta gặp phải. Các bạn, ngôn ngữ thứ hai đó là cái ngôn ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ thì gọi là ngôn ngữ thứ hai. Thì có thể là bạn học rất nhiều các ngôn ngữ thứ hai, chứ không phải là bạn học ngôn ngữ thứ hai rồi các bạn nói ngôn ngữ thứ ba là cái gì. Không phải. Ngôn ngữ thứ hai là ngoài tiếng mẹ đẻ ra thì cái ngôn ngữ tiếp theo gọi là ngôn ngữ thứ hai. Thì cái ngôn ngữ thứ hai nó có thể là có rất nhiều. Ví dụ như là bạn biết tiếng, ví dụ bạn là người Việt Nam, bạn biết thêm tiếng Anh, bạn biết thêm tiếng Pháp, bạn biết thêm tiếng Thái, bạn biết thêm tiếng Trung. Thì tất cả những cái đó gọi là ngôn ngữ thứ hai, bạn biết rất nhiều. Đó, chứ không phải là ngôn ngữ thứ hai, ngôn ngữ thứ ba, ngôn ngữ thứ tư. Em biết đến 7 ngôn ngữ. Tất nhiên đó là cái cách nói của bạn, nhưng người ta gọi chung một đó là the second language, tức là cái ngôn ngữ thứ hai là ngoài tiếng mẹ đẻ ra ấy. Thế và tiếng Việt của chúng ta thì các bạn, lần trước mình đã chia sẻ với các bạn, đó là khi mà các bạn là người Việt Nam nói tiếng Việt thì các bạn học tiếng Trung thì các bạn thường xuyên gặp phải những cái lỗi như thế, như thế, như thế. Kể cả khi mà bạn học tiếng Anh bạn cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ như chẳng hạn như là trong tiếng Việt mình có chữ sờ, tức là sờ nặng ấy. Thế thì có một số người, đặc biệt là khâu khẩu, vì khâu khẩu nói tiếng Trung có âm cong lưỡi rất chuẩn, cho nên là khi mà khâu khẩu học nói tiếng Anh ấy cũng bị ảnh hưởng, và sau này tất nhiên là mình phải sửa. Thế và chữ, ví dụ như là chữ thờ trong tiếng Việt của chúng ta là chữ thờ là âm bật hơi. Thế và trong tiếng Anh nó cũng có chữ chữ thờ phát âm thành chữ, đúng không các bạn? Thế ví dụ như thank you thì khâu khẩu ngay ban đầu thường xuyên nói thành thank you thì không đúng. Người Trung Quốc thì nói thành thank you cũng không đúng. Thế và sau này giáo viên của mình rất là nghiêm, thầy nói là khâu khẩu nói là thank you với lại là người Trung Quốc nói thành thank you có khác gì nhau đâu, đều là sai cả, cho nên phải cố mà kéo cái lưỡi ra. Thế và cuối cùng là mình cũng phải cố gắng để sửa. Thế rồi trong tiếng Việt của chúng ta, cái video tiếp theo mà khâu giới thiệu đó là những thanh điệu trong tiếng Việt. Thế thanh điệu trong tiếng Việt thì các bạn thấy rằng là đó là một lợi thế của chúng ta. Lợi thế khi mà chúng ta học những ngôn ngữ có thanh điệu, ví dụ như là tiếng Trung, thì chúng ta lại ăn điểm ở cái điểm này. Nhưng bởi vì tiếng Việt là một ngôn ngữ có thanh điệu và cái hệ thống thanh điệu rất là phức tạp, đó chính là một trong những cái điểm rất khó dành cho người nước ngoài. Hôm nay chúng ta ôn tập lại một chút và Coco sẽ giới thiệu về các nguyên âm. Sau đó thì Coco sẽ ghi âm cho các bạn cái bản nguyên âm ghép cùng với các thanh điệu đọc như thế nào. Cái phần này là phần rất mệt, bởi vì khi mà người nước ngoài họ học á, họ sẽ rất đau khổ khi mà họ không biết ghép âm với thanh điệu như thế nào. Thì một chút nữa Coco sẽ đọc cho các bạn, để các bạn có thể lấy cái video này để làm mẫu dạy cho người ta. Đầu tiên thì chúng ta ôn về các thanh điệu đã. Thanh điệu đầu tiên chúng ta là dấu sắc. Dấu sắc thì khi mà chúng ta nói dấu sắc thì cái cổ của chúng ta phải dướn lên. Ví dụ như má, thá. Thá, mày là cái thá gì? Mày là cái thá gì? Thá. Thì chúng ta phải dướn cái cổ lên. Má. Má. Cái má. À. Đó các bạn. Thế và dấu huyền. Dấu huyền thì giọng hơi trầm xuống và kéo dài. Mà. Mà. Kể cả. Thì giọng hơi trầm và kéo dài. Và dấu hỏi. Dấu hỏi thì mã, cả, kẻ cả. Dấu ngã cao và ngắn chúng ta đổ. Ví dụ mã, củ mã thầy, mã, đã, quá đã. Dấu nặng thì cúi đầu gầm xuống. Ạ, à, vâng ạ, à. Cúi đầu xuống. Và dấu ngang. Dấu ngang là không dấu, nó hơi cao lên. Ví dụ như là wow, con ma, ma. Nó cao ở cấp độ 3.
Tất nhiên là Coco nhắc lại một chút, đấy là so với lại là thanh không trong tiếng Trung thì thanh không trong tiếng Trung là cấp độ 5. Vì thế cho nên là chúng ta chú ý. Và bây giờ thì Coco giới thiệu tiếp về phần nguyên âm. Nguyên âm trong tiếng Việt khá là phức tạp. Chúng ta có nguyên âm đôi và nguyên âm đơn. Nguyên âm đơn các bạn có biết là nguyên âm gì không? Nguyên âm đơn của chúng ta có 10 nguyên âm đơn. Đó là gì? Đó là chữ y. Chữ y dài. Chữ ư, chữ u, chữ ê, chữ ơ, chữ ô, e, a, o, ồ, xin lỗi. Ở đây còn có thiếu một chữ nữa. Thiếu đó các bạn. Người ta gọi là bán nguyên âm mà. Ở đây người ta lại phân ra là trong tiếng Việt có 15 nguyên âm và được chia làm 10 nguyên âm đơn và 5 bán nguyên âm. 5 bán nguyên âm. Cái phần phân chia này mình thấy thì các tài liệu có khác nhau đấy. Thôi mình theo cái tài liệu mà người ta dạy cho người Úc đi nhá. Thế và có 10 nguyên âm đơn, đó là chữ y ngắn và y dài, chữ ư, chữ u, chữ ê, chữ ơ, chữ ô, chữ e, chữ a và chữ o. Thì khi mà Coco còn bé thì mình được người lớn dạy cho là o tròn như quả trứng gà, ô thời đội mũ, ơ thời có râu. Thế thì cái ơ thời có râu này mình thấy là ơ thời có râu thì phải nói là râu bên phải ở bên trên, chứ nếu không thì các bạn ấy đánh bên bên trái cũng là râu mà đúng không các bạn? Tất nhiên là chỉ nói đùa thôi. Thế và chúng ta sẽ thấy là hãy xét theo ngữ âm học ấy, thì người ta sẽ phân ra làm cái âm tròn môi rồi âm bẹt rồi âm gì đó, mình chia sẻ luôn với các bạn ở trong cái cuốn ngôn ngữ học này. Thì ngôn ngữ học này người ta đánh theo các tiêu chuẩn các bạn ạ. Người ta nói là tiêu chuẩn 1 là cao, thấp hay là mở và khép. Thì nguyên âm thấp hay còn gọi là nguyên âm mở như là chữ A trong tiếng Việt của chúng ta. Nguyên âm thấp hay còn gọi là mở vừa là E và O. Đây là thấp và mở vừa các bạn nhé. Thế và nguyên âm cao còn gọi là khép vừa như là Ê, Ô. Các bạn thấy không? Ê, Ô. Khi mà phát âm thì chúng ta phải dướn cái cổ lên. Ê, Ô. Đó. Thế và khi mà mở vừa là E, O. Ê, Ô. Sau đó thì nguyên âm cao hay còn gọi là khép như là Y, U, Ư. Đó. Đó là phân theo tiêu chuẩn cao thấp hay là mở và khép các bạn nhé. Người ta phân theo tiêu chuẩn là trước và sau. Trước và sau thì có 3 nhóm là nguyên âm trước, I, E, E. Nguyên âm giữa thì trong tiếng Việt lại không có nguyên âm giữa. Đó. Thế và nguyên âm sau thì gồm có U, Ư, Ô, Ơ, O. Khi mà Coco phát âm những cái chữ này thì mình có cảm giác như là cái não, cái sau gáy của mình để nó phát âm từ sau gáy này các bạn. Mình làm lại nhé. U, Ư, Ô, Ơ, O. Có cảm giác như cái lưỡi bé, lưỡi gà ấy, nó thụt vào đằng sau. Thế và cái âm trước như là I, E, E thì nó nằm ở bộ phận phía trước này. Vì thế cho nên là người ta yêu cầu mình vẽ cái hình thang nguyên âm ấy để thấy được cái bộ phận phát âm này trong cái vòm này, nhưng mà mình không thích bởi vì mình có biết trong cái vòm họng nó có cái gì đâu. Thế và tiếp theo người ta theo tiêu chuẩn đó là tròn và dẹt. Thì có thể hai nhóm là nguyên âm tròn là U, O và O. U, O, O. Và các bạn thấy không? Khi mà Coco phát âm cái này thì cái môi nó có tròn xoe à? Hôm nay mình cố tình đánh son màu đỏ bởi vì để cho nó nhìn cho nó rõ. U, O, O. U, O, O. O là to, to. Nguyên âm dẹt thì bao gồm có I, E, E, Ư, Ơ. I, E, E, U, Ư, Ơ. Đó, dẹt, cái mồm nó bẹt ra, mồm nó bẹt ra. À, đó. Thế và chữ E thì là cái mồm rộng nhất. E. Đó. Ừ. Thì cái mồm hơi nhọn lên một chút. I. Đó. Ư. Ư. Rồi đằng sau. Cái này bạn dạy cho người nước ngoài họ rất là khó phân biệt đó các bạn, đặc biệt là chữ O và chữ O.
Khi mà mình nhớ là khi mà mình dạy người nước ngoài ghép cái chữ O với lại chữ O với lại là chữ ng ấy thì rất đau khổ cho họ là cái o ng ong ấy, với lại o ng ông, họ không thể nào phân biệt được hai cái đó, thì mình bắt buộc là phải bắt họ ông phồng cái mồm ra, ong đó, ong ông đó. Tức là khi mà mình dạy thì mình bắt buộc phải làm những cái động tác gọi là cái ngôn ngữ cơ thể nó phải quá đà lên, nó phải hơi hơi làm cho mình cảm thấy nó hơi kịch cỡm. Nếu mà người nào mà không có cái nghệ thuật dạy tiếng Việt cho người nước ngoài thì bạn sẽ cảm thấy ôi như con điên ấy. Thế nhưng mà kỳ thực là như thế các bạn ạ, mình sinh nghề tử nghiệp mà, hy sinh vì công việc á. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn những cái và theo cái phần này thì mình có 5 bán nguyên âm, đó là á và ớ, với lại là trong đó thì có 2 bán nguyên âm đơn là á và ớ, với lại 3 bán nguyên âm kép là i ê, i ê i ngắn ê, với lại i dài ê, với u ô và ư ơ. Cái này thì sau này bạn sẽ Khâu Khẩu sẽ chia sẻ với bạn nhiều những cái video về nguyên âm. Nguyên âm trong tiếng Việt vô cùng đặc biệt. Đó là nguyên âm rất là quyền lực. Nguyên âm có thể đứng một mình. A. Đó các bạn. Thế thì nguyên âm còn có thể đứng ở giữa, giữa hai phụ âm, hoặc nguyên âm có thể đứng ở ghép cùng với lại các nguyên âm khác. Nguyên âm cũng có thể đứng làm bộ phận ở cuối câu, ở cuối từ, tức là không cần phụ âm đứng ở đằng sau nữa. Và nguyên âm còn có thể mang thanh điệu. Tức là các phụ âm nha các bạn, phụ âm có một đặc điểm là phụ âm không bao giờ đứng ở đầu. Mình một mình phụ âm không làm được cái tích sự gì cả. Và một mình phụ âm cũng không được phép mang thanh điệu. Nguyên âm có thể làm được. Nguyên âm có thể đứng một mình vẫn có nghĩa. Nguyên âm mang thanh điệu, nguyên âm có thể đứng cùng với các phụ âm, đứng ở giữa các phụ âm, có thể đứng giữa phụ âm và các nguyên âm khác. Vì thế cho nên nguyên âm vô cùng quyền lực, lại còn mang thanh điệu nữa. Thế và tất nhiên là trong cái thanh điệu đó là ở phần nguyên âm nào, nguyên âm chính nào thì Khâu Khẩu cũng không nắm rõ, mình cũng lười đọc quá, nhưng mà Khâu Khẩu biết chắc chắn rằng là thanh điệu sẽ không nằm ở phụ âm. Đó các bạn ạ. Thế thì bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn cái cách ghép nhé. Ví dụ vừa rồi Khâu Khẩu có nói với các bạn về 6 cái thanh điệu ấy, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu y y ngắn và y dài. Y ý ý ý ý đó. U u ú ủ ủ cái chữ này nhá, cái nguyên âm này nhá. Thế thì cái miệng của mình là không thay đổi, cái khoang miệng không thay đổi, nó đều bẹt và cái e nó rất là dài. E này nó là gọi là gì nhỉ, cái độ dài của cái miệng chắc là dài nhất đó. Mồm mình vốn dĩ là đã miệng rộng rồi. Thế và cái thanh điệu nó sẽ liên quan đến cái phần khi bây giờ khi mà phát âm ra cái thanh điệu này thì nó là do cái bộ phận ở trong lưỡi nó đưa hơi ra. E é é é é học sinh rất là khổ khi mà xem các cô giáo phát âm cái phần này. Học sinh nói là có thay đổi gì đâu mà sao các cô phát âm ra nó khác nhau được. Và tiếp theo là chữ a. A á à à á á. Các bạn thấy là cái lưỡi của mình nó đang đụng đậy. O Thế và đây là cái cách phát âm của các nguyên âm. Thế còn các phụ âm thì phụ âm trong tiếng Việt không quá phức tạp. Phụ âm trong tiếng Việt thì là đứng cái phần mà đứng trước nguyên âm ấy. Thì có phụ âm đơn và phụ âm kép. Phụ âm đơn thì có chữ bờ
chữ cờ hôm qua trong cái video đó thì Khâu Khẩu nói rồi, chữ cờ này nó khá là đặc biệt bởi vì nó có thể viết là chữ cờ ABC cái chữ C ấy. Thế và có thể viết là chữ K trong những trường hợp đặc biệt là khi mà đi với nguyên âm I, E, E, các bạn có nhớ không? Thế và có một chữ nữa gọi là chữ Q, tức là chữ Q ấy, các bạn. Và chữ Q này không bao giờ được một mình, luôn luôn đi cùng với lại anh U để tạo thành một cặp bài trùng là QU, chúng ta đọc phát âm là Q. Thế nhưng mà người ta sẽ vẫn coi là cờ. Thế và chữ G, chữ G thì người miền Bắc là chỉ có một chữ G thôi, bởi vì là người miền Bắc không có âm cong lưỡi. Nhưng thực tế thì có hai chữ G, một chữ G là G đờ và một chữ R. Chữ R trong chữ rõ ràng, rõ rệt, rung rinh đó. Thế và rất chữ D là chúng ta, cái lưỡi của chúng ta đẩy lên cái phần ngạc cứng ở bên trên. Thế và chữ G, chữ G thì có hai chữ G, có chữ G đơn và chữ G ghép. Hôm qua Khâu Khẩu trong video đó đã nói rồi, nếu như đi cùng với các nguyên âm I, E, E thì chữ G phải viết thành GH. Thế và chữ H, chữ H, chữ K mình vừa nói rồi, chữ K chính là chữ cờ khi mà đi cùng với nguyên âm I, E, E. Chữ L, chữ L này người một số vùng ở miền Bắc có bị nhầm lẫn với chữ N. Thế và chữ M, M là âm mũi, M. Chữ N, các bạn nhớ là chữ N là chân răng, còn chữ L là cái phần hầu biên này. Thế và chữ R mình vừa nói rồi, chữ S, chữ S, chữ T, chữ V và chữ X là chữ S nhẹ. Thế thì đây là những phụ âm đơn. Trong đó có một chữ mà mình phải lưu ý với các bạn, đó là chữ V. Trong tiếng ngôn ngữ của người miền Nam thì không có chữ V này, người ta nói thành chữ R, Việt Nam, đi về. Thế thì trong tiếng miền Nam thì không có chữ V mà thay vào đó là cái chữ Z. Thì mình cũng không biết là khi mà dạy cho các bạn thì các giáo viên sẽ dùng cái phụ âm gì để viết. Nhưng mà như mình á, là như Khâu Khẩu thì Khâu Khẩu dạy cho học trò là bằng cái chữ Z. Bởi vì học trò của mình có rất nhiều bạn sau khi học xong tiếng Việt thì các bạn ấy vào miền Nam để làm việc và làm gì, mình phải dạy cho các bạn cái cách như thế. Thì có thể nó là chữ G, Z hoặc là chữ gì đó, làm thế nào để cho các bạn ấy dễ hiểu, dễ đọc là được. Thế ngoài những cái phụ âm đơn như thế kia thì còn có các phụ âm kép. Phụ âm kép thì có chữ C và chữ H, mình đọc thành chữ chờ, chờ nhẹ các bạn. Và chữ G với chữ Y thì chúng ta ghép thành chữ G. Chữ G này người miền Bắc chúng ta nhiều người nói rất bình thường, ví dụ như là giáo, giáo dục. Thế nhưng mà có một số vùng miền thì chữ G này là hai âm khép kín và phát âm ra rất là rõ ràng, đó là G, con cá rô, con cá giếc, giáo, giáo viên. Và rất nhiều những cái từ mà bắt đầu bằng cái chữ này thì các bạn có thể lựa chọn là nói nhẹ hoặc là nói có âm gọi là sát một chút cũng được. Chữ khờ, chữ khờ, một số Khâu Khẩu đọc tài liệu thì người ta cho rằng chữ khờ một số nơi là có bật hơi. Mình nói thì hình như là không bật hơi. Thế và chữ nhờ được ghép từ chữ N và chữ H, nó cũng là âm mũi. Và chữ ngờ ghép từ chữ N và chữ G. Thì chữ này có hai cách viết. Nếu như mà đi với nguyên âm I, E, E thì phải viết thành N, G, H. Chữ ngờ kép đấy các bạn. Các bạn nhớ nhé, I, E, E là ba nguyên âm rất đặc biệt. Nó có thể làm anh cờ biến đổi thành anh ca, nó có thể làm anh g biến đổi thành anh gh, nó có thể làm anh ng biến đổi thành anh ngh, các bạn nhớ cho. Thế và tiếp theo là thành chữ p và chữ h đọc thành chữ phờ. Các bạn nhớ cho Khâu Khẩu là trong tiếng Việt của chúng ta thì đứng một mình là chữ p thì chỉ có một số ngôn từ đi mượn trong tiếng Pháp hoặc là đi mượn từ tiếng dân tộc thiểu số, ví dụ như là chữ pate, pedan hay là hang bắc bó mà bác Hồ ở ngày xưa, thì bắt đầu bằng chữ p, chữ p rất ít rất ít rất ít, bình thường là sẽ bắt đầu bằng chữ f, tức là chữ p và chữ h cũng là một cặp bài trùng, chúng ta gọi là chữ f. Phố phường má phúng pha phúng phính, Khâu Khẩu má phúng pha phúng phính đó. Thế và chữ cu, và chữ cu thì Khâu Khẩu nói với các bạn nhiều lần rồi, đó là chữ q
và chữ you ghép lại với nhau, cu là bằng cu, chữ quờ đấy các bạn. Thế và chữ t với chữ h ghép lại với nhau thì thành chữ thờ. Thờ là âm bật hơ trong tiếng Việt. Và trong tiếng Việt có một âm bật hơ duy nhất, đấy là trong tài liệu là nói tiếng phổ thông tiếng Việt đấy nhá, là chữ thờ là âm bật hơi, thảnh thơi, thủng thẳng rồi đó. Thế và chữ chờ th là chữ chờ, chờ nặng đấy các bạn. Đó, đó là cái hệ thống phụ âm đầu trong tiếng Việt. Và những cái phụ âm này có thể là phụ âm đầu, có thể là phụ âm cuối. Và Khâu Khẩu cũng đã từng nói rồi, đó là phụ âm cuối trong tiếng Việt thì rất là phong phú. Đó là gồm có chữ cờ này, gồm có chữ ch này, gồm có chữ m, chữ n, chữ nh, chữ ng, chữ p và chữ chữ p ấy, và chữ t. Thế thì cái hệ thống phụ âm cuối trong tiếng Việt này vô cùng phong phú và đa dạng. Nó sẽ giúp cho cái từ trong tiếng Việt được ghép nhiều vần hơn, nhưng đồng thời nó cũng sẽ tạo thành một cái điểm rất là khó cho người nước ngoài, bởi vì họ sẽ phải nhớ rất là nhiều cái âm cuối này. Trong ngôn ngữ khác, ví dụ như Coco đã từng chia sẻ, trong tiếng Trung thì chỉ có chữ n và chữ tức là mũi trước và mũi sau thôi, ví dụ như là nấn, nứng và nán, nán và nắng, nín và nín, linh, linh, lín và lính. Thế thì cái hệ thống âm cuối trong tiếng Việt rất là phong phú và phức tạp như thế này sẽ khiến cho người học cảm thấy rất là khó. Vì thế cho nên là các bạn phải phân rõ ra là hôm nay chúng ta học về chữ bờ, thế thì chữ bờ có thể là như thế này thế này. Hôm nay chúng ta học về chữ cờ thì chữ cờ có thể đứng đằng trước, có thể đứng đằng sau, và khi đứng đằng trước thì như thế nào, khi đứng như thế này thì ghép vần với những nguyên âm này sẽ tạo thành như thế này, và trong đó thì ghép với i e thì sẽ phải viết thành chữ ca. Thế và có thể đứng ở bên cuối, ví dụ như chữ cát này, chữ cúc này, hoa cúc này, đúng không các bạn? Hoa cúc này, rồi rất nhiều. Các bạn nên lấy nhiều ví dụ cho học trò. Và lưu ý cho Khâu Khẩu đó là khi các bạn lấy ví dụ thì nên lấy những ví dụ có nghĩa, chứ đừng lấy những cái từ mà nó vô nghĩa. Thì học trò nó học xong và nó cảm thấy là mất thời gian vào những cái thứ này mà người ta không biết nghĩa thì cũng rất chán. Đó, thế và các bạn, đó là hôm nay Khâu Khẩu chia sẻ. Một lần nữa Khâu Khẩu chia sẻ về cả cái hệ thống phụ âm rồi nguyên âm, nhưng tất nhiên là nguyên âm mới chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, bởi vì nguyên âm trong tiếng Việt nhá, còn có nguyên âm vừa rồi nói là nguyên âm đơn với lại là bán nguyên âm, đúng không? Thế còn lại là cái nguyên âm đôi trong tiếng Việt khó ơi là khó, nguyên âm đôi trong tiếng Việt khó lắm các bạn ạ. Nguyên âm đôi ghép cái này ghép cái kia tạo thành cái này cái kia. Hôm sau cô sẽ làm nguyên một video về nguyên âm, bởi vì chắc chắn là Khâu Khẩu sẽ phải ăn nhiều một chút, bởi vì nếu không thì không có sức để đọc đâu. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Và các bạn nhớ là tháng thanh niên này chúng ta phải lúc nào cũng phải rạng rỡ và tưng bừng như những người trẻ tuổi các bạn nhé. Trẻ tuổi, tuổi già không đáng sợ bằng tâm hồn già cỗi các bạn ạ. Vì thế cho nên là chúng ta phải yêu đời lên. Chúng ta phải yêu đời lên. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Mình là cô Đỗ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video của Coco.